kết nối với nhau bằng các thiết bị vật lý, đúng chưa? Cái thứ hai phải có các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối máy tính với nhau. Các thiết bị mạng là cái gì? Là vỉ mạng này, là dây cáp mạng này, đúng không? Là dây cáp quang, là modem, vân vân. Thế các bạn ghi vào trong vở để bài giảng. Cái thứ nhất đó là có máy tính. Cái thứ hai đó là các thiết bị để đảm bảo được kết nối máy tính với nhau. Và có các thiết bị để kết nối nhau rồi thì phải có cái gì nữa nhỉ? Có phần mềm để cho phép việc giao tiếp giữa máy tính với nhau. Đó là thành phần để cấu
trí mạng máy tính có dây như thế nào thì chúng ta gạch đỏ rằng các kiểu bố trí mà. Thì thực tế là bây giờ thì các bạn không cần quan tâm nhiều lắm với những cái kiểu bố trí mạng, bởi vì bây giờ nó không như ngày xưa nữa. Mạng bây giờ nhà nào chẳng có, kết nối mạng bây giờ rất là đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta chỉ cần quan tâm biết là các kiểu bố trí mạng thì nó có kiểu đường thẳng, kiểu đường vòng và kiểu hình sao. Được chưa? Chúng ta chỉ cần nắm được như vậy. Có kiểu vòng, sao. Đấy, chúng ta sang cái tiếp theo, đó là cái kết nối
sang cái phần 3 nhỏ, đó là phân loại mạng máy tính. Phân loại mạng máy tính. Mạng máy tính được phân chia ra làm mấy loại? Đó là những loại nào? 3 nhỏ. Phân loại mạng máy tính. Ở dưới góc độ địa lý thì mạng máy tính được phân chia ra làm 3 loại. Chơi game này, hay trong một tòa nhà, hay trong một công ty nào đó. Các máy tính liên kết với nhau ở trong một cái phạm vi rất là hẹp thì người ta gọi đó là mạng LAN. Thế thì mạng LAN khác với mạng diện rộng chỗ nào? Tí nữa chúng ta tìm hiểu tiếp. Mạng diện rộng tên gọi đó là mạng WAN. Đặc điểm của cái mạng diện rộng này thì kết nối các máy tính ở khoảng cách làm sao đây nhỉ, xa hơn. Kết nối khoảng cách xa hơn. Ví dụ như một tỉnh hay là trong phạm vi một quốc gia chẳng hạn. Thì đấy người ta gọi đó là mạng LAN. Cái mạng thứ ba đó là mạng toàn cầu. Internet. Thế thì đặc điểm của mạng Internet thì các bạn biết là kết nối các máy tính ở khắp mọi nơi nhá, trên thế giới đúng không? Thường liên kết nhiều cái mạng diện rộng với nhau. Được chưa? Đấy là mạng. Dưới góc độ địa lý người ta chia ra mạng 3 loại. Thì thực tế chúng ta biết thì chúng ta chỉ biết mạng LAN và mạng Internet là chính, đúng không? Còn mạng diện rộng thì chúng ta hầu như ít quan tâm đến lắm. Hầu như chúng ta chỉ còn quan tâm đến bây giờ các bạn thường lên mạng Internet để các bạn thực hiện, chứ có ai vào mạng LAN mấy đâu. Chỉ có các bạn ở đây trong phòng chơi game với nhau, đúng không? Thì chúng ta không có mạng Internet thì chúng ta vẫn có thể hai máy tính, ba máy tính, hoặc là trong cùng một phòng máy thì các bạn có thể chơi trò chơi được với nhau, đúng chưa? Đó là kết nối mạng LAN nhá. Rồi chúng ta sang cái phần tiếp theo 4, đó là các mô hình mạng. Các mô hình mạng. Đấy, tại sao người ta lại phân chia ra các cái mô hình mạng để làm gì? Để người ta dễ quản lý, hoặc là có thể làm sao cái thông tin dữ liệu người ta không bị phân tán. Thì chúng ta sang cái 4 nhỏ là các cái mô hình mạng. Thì thứ nhất đó là người ta chia mạng máy tính ra thành hai loại mô hình mạng, đó là mô hình mạng ngang hàng và mô hình mạng khách chủ. Thì chúng ta bảng thứ nhất đó là mô hình mạng ngang hàng. Mô hình mạng ngang hàng thì các bạn biết đặc điểm của mô hình mạng ngang hàng là tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau, đều như nhau. Được. Các máy tính có thể là sử dụng làm sao nhỉ? Tài nguyên chung, cung cấp cái tài nguyên với nhiều các máy tính khác nhau. Được chưa? Đấy là đặc điểm của mạng máy tính ngang hàng. Cái ưu điểm của cái mạng máy tính ngang hàng, mạng mô hình ngang hàng thì đó là thích hợp với quy mô rất là nhỏ, quy mô nhỏ thôi, như nhau đúng không? Nhà tôi lắp đặt, nhà anh lắp đặt máy tính ngang hàng,
chủ, mô hình mạng khách chủ server đấy, thì các bạn biết đó là đặc điểm của mạng khách chủ đó là máy chủ quản lý một cái tài nguyên, và tài nguyên chung tất cả các máy khác muốn thực hiện lấy thông tin dữ liệu thì phải qua hệ thống máy chủ. Đấy, máy chủ phải có cái cấu hình thật là lớn và có cái dung lượng bộ nhớ thật là lớn, đúng không? Đấy, các bạn, máy khách là các máy sử dụng cái tài nguyên mà máy chủ cho phép cung cấp. Đấy, đấy là cái đặc điểm. Thế thì ưu điểm của cái mô hình mạng khách chủ này, ưu điểm thì dữ liệu về được tập trung. Đấy, do đó thì cái chế độ bảo mật rất là tốt, đấy, phù hợp với mô hình mạng trung bình và mạng lớn. Đấy nhá. Còn cái nhược điểm của cái mô hình mạng khách chủ này là gì? Thì các bạn thấy là nhược điểm chi phí lắp đặt nó cao. Tại sao chi phí cao? Vì là gì? Các bạn biết là gì? Lắp cái máy chủ nó có cấu hình cao, thứ đoạn rồi độ phân giải của nó phải lớn để truy cập và cho tất cả các máy khác truy cập được, đúng không? Cái máy chủ như thế nào nhỉ? Phải